Nếu có một điều mà bạn nhất định phải nhớ trong cuộc đời này, thì đó chính là luôn luôn có một cách sống tốt hơn, chỉ là bạn chưa từng lựa chọn nó mà thôi. Os Mandino, người được mệnh danh là cây bút truyền cảm hứng thành công nhất trong lịch sử, đã để lại cho thế hệ sau rất nhiều những tác phẩm có giá trị. Các tác phẩm của ông chủ yếu chứa đựng những thông điệp nhẹ nhàng mà đầy thông thái, chẳng đao to búa lớn, cũng chẳng lý thuyết giáo điều. Nhờ một phần sự dung dị trong lời văn và chất liệu rất thật từ chính cuộc đời mình, ông đã chinh phục ngay cả những độc giả khó tính nhất. Mới đây, một trong những cuốn sách của ông nằm trong tủ sách truyền cảm hứng đã được xuất bản thành công tại Việt Nam thuộc bản quyền của công ty sách Chí Việt với tựa đề Hãy chọn một cách sống. Trên hành trình kiếm tìm lẽ sống hối hả, đã bao giờ bạn đủ thời gian dừng lại và tự hỏi mình rằng cuộc sống hiện tại của bạn có chính xác là những gì bạn muốn lựa chọn không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần thực hiện một nhiệm vụ chủ động thay đổi cuộc sống của mình. Với 17 quy tắc cuộc đời cũng giống như 17 lời giải đáp đầy đủ cho những vướng mắc thường gặp trong đời sống tâm lý, cuốn sách sẽ mang lại cho bạn những góc nhìn mới, những chiều sâu tư duy hoặc chí ít là những cái ôm thật khẽ sau nhiều tháng ngày bạn đã gồng mình lên chống đỡ với cuộc đời. Bạn luôn có quyền lựa chọn. Đúng vậy, ngay cả khi bạn đang rơi ở điểm đáy. Bạn có biết rằng ở vị trí đó chúng ta mới có thể nhìn ngắm thật rõ những vì sao không? Đúng vậy, một lần nữa, sẽ luôn có những hạt mầm trong nghịch cảnh. Thái độ đương đầu duy nhất bạn cần trang bị đó là chăm chỉ và không bỏ cuộc. Thêm vào đó, thông điệp ông truyền tải thông qua 17 quy tắc rất phong phú và đa dạng. Ông luôn lan tỏa thái độ sống tích cực, đề cao việc trân trọng những khoảnh khắc và những món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Ông nhắc nhở chúng ta phải biết, phải học và phải hiểu về tấm lòng bao dung, sẻ chia và nhân ái. 17 quy tắc được ghi chép trong cuốn sách này tuy không thực sự mới mẻ, song giá trị của nó là điều không còn cần bàn cãi. Lời văn của Os Mandino uyển chuyển như một dòng nước yên ả, dễ cảm nhận, dễ đồng cảm, dễ tiếp thu. Hãy tập trung vào mỗi quy tắc mỗi ngày cho đến khi bạn được cuốn vào vòng xoáy thay đổi bản thân. Chỉ khi sống tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, bạn mới nhận ra được bước chân ra khỏi vùng trũng có ý nghĩa nhường nào. Mong rằng bạn dù trải qua giông bão, quay trở lại vẫn hiền hòa, an yên. Trạm đọc trân trọng giới thiệu tới bạn cuốn sách này.